Hãy đến cửa đi em ơi, tiện đó. Chạy đi, chạy đảo đi, chạy cửa, cửa khai chứ. Cái quay đai cũng được, phải quay đai cho nó bền. Chạy ra ba cái nó mạc, lúc nó lắp gáp đó, còn sót trọng ra bền. Mình chạy đúng cái thật là đúng ngọc bền chứ. Nói vậy đó. Bây giờ mấy cái có cái máy này nó khác từ bao không? Rồi khác cái nào? Thì nó đợi đóng lóc heo vậy. Đóng lóc mà nó ấy còn mấy kia nó không đóng. Nó đợi á. Rồi nó nghe nó rẻ hơn chính phải không? Rẻ hơn nhiều. Rẻ hơn nhiều luôn á. Rẻ hơn 2 triệu rồi. Biết ba bán cái đĩa sợ chết nó mới khỏe thôi. Cái đĩa hết thời vàng son rồi. Giờ còn dư đông. Anh xui còn này hơn 20 cái thì một cái vậy tại không có được. Phải chịu. Tôi trọng kìa, mấy mít xui kìa. Cái đĩa kìa. Này nó có để nhà sản xuất không? Đó, trong thùng á. Thường thường để 5 là nhiều. Trong thùng á. Thường thường để 5 sản xuất là nhiều, ngày nó cặn ngày quá. Hút ẩm mà. Có nhiều nó hút vừa thôi, vừa phải thôi, nghĩa là để trong kho lâu ngày á, chứ mình dội nước vô chịu đâu nổi. Trong kho ngoài như kho kho mà không hề thấm thoát hơi á, ẩm là nó ra thành hơi luôn á, khi mà phía nóng á. Mấy mới này về chắc là khi dính nó chấm con dính vô nhà cầu á. Chấm móc rồi hả? Nhớ cái là trong cái bệnh anh phải thấy vậy à. Anh muốn coi trên nhớ 90 đó, nó mới hơn nhớ này nữa. Trong hơn. Dạ, 90 cái bệnh như vậy. 100 giờ nên làm như sinh lực gió rồi bà con. 100 giờ làm sinh lực gió rồi. Tết thử Wikinoi V125 trừ 2 là khúc xéo bà con. Khúc xéo là ổ quay nằm bên hông á. Xin lửa lúc cái đi đang cho nó tại vì ban đầu
nói chú rồi mà sao chăm được. Mấy ông ngủ nó chạy. Thì chỉ chạy đâu đài thôi anh, về anh chăm thêm đó mà. Chạy đi về mai tôi xả bỏ thôi. Không, nhớ thì cũng đủ rồi. Để đủ 2 đến 8. 2 8 hay 3 gì đó. 2 8. Đổ nước giải nhiệt hả, nước mưa. Mưa. Anh ơi, tại vì giảm giá cực trời luôn á. Không biết bán này chứ mà không có gì luôn á, giảm giá hết ra cho anh luôn rồi đó. Nó giảm giá hết ra luôn. Cái con này giờ đủ chi phí mà giảm dữ lắm, là giá thấp nhất luôn. Nó giờ biết để nó giảm bớt giá là phải giảm bớt cái chi phí như thế này, nó tính tiền nó dễ vậy cho anh không? Nó có mười mấy đâu phải. Nhưng mà đúng rồi, biết tới rồi, nhưng mà nó đã tính tiền chậm rồi nữa không? Phải tính chứ. Mấy máy giờ phải không được trơn à, tính trước trơn à, đâu nó đâu bỏ tiền không cho anh đâu, dễ gì anh bán máy mới mà đâu ai bỏ không đâu, nhưng mà giảm bớt chi phí cho bà con luôn, nó giảm tiền tới mới nhiều cho bớt chi phí. Hay chưa, dễ gì đây, thử máy cho chạy đi, quay nhẹ coi nó bơm máy nha, nhớ không giờ bơm quay chạy luôn. Nó nghe anh chút cho nó heo bét làm gì đi. Rồi ok luôn. Xả cho một không? Không, đợi nó dễ. Không này xả gì trời. Nó có cái này hết dầu là đổ vô chạy. Hết dầu cho chạy mình để hết nè. Ủa? Hết mau cháy bét. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.